Chào mừng anh chị em đã đến với kênh Mr. Jin Pro Vlog, một kênh chuyên về những kiến thức về tài chính, những công cụ hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình mình chơi và luyện tập. Tôi rất mong rằng là những kiến thức cũng như là những công cụ mà tôi gửi đến anh chị em mình sẽ giúp ích cho chúng ta trong quá trình chúng ta tìm kiếm một kênh thu nhập thụ động thực sự. Anh chị em nào mà lần đầu tiên ghé đến kênh thì xin hãy để lại cho mình những cái like, đăng ký kênh và chia sẻ cho kênh của mình trên tất cả các nền tảng mà anh chị em mình đang có, Telegram hay là Instagram hay là Facebook, TikTok gì đó, anh em mình có thể chia sẻ với mình để mình có động lực tạo ra được nhiều cái giá trị hơn cho cộng đồng anh em mình. Ok, cảm ơn anh em nhìn rất nhiều. Hôm nay là cũng đến với kênh Mr. Jim Pro Vlog, một cái bạn cũng đã từng lên kênh mình rồi. Mình đã từng nói bạn ấy cũng hay tham gia cái việc mà trade quỹ cho cá nhân bạn ấy hay là cho người thân. Cũng một thời gian cũng bạn ấy trade coi cũng khá nhiều và cũng khá nhiều kinh nghiệm ở thị trường này. Nói chung là bạn ấy cầm ra một số tiền để trade coi với một cái tư tưởng khá là an toàn. Và cái việc an toàn đó xảy ra như thế nào và cái tư duy của bạn ra sao thì hôm nay anh em mình có thể hiểu hơn về bạn ấy một chút, về cái việc cái hành trình của bạn ấy trade coin. Và một điều đặc biệt nữa là thị trường những ngày qua có một sự nổi đình nổi đám lên, đó chính là sự sụp đổ của FTX đó. Thì nhân vụ việc đó thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường coin và mình nên làm gì trong thời điểm nhạy cảm này? Thì mình cố tình mời bạn ấy đến đây với kênh Mr. Jin Pro Vlog cũng là để cho bạn ấy nói nhận định khá nhiều về thị trường này. Một lần nữa cảm ơn Tony Hoàng đã đến với kênh Mr. Jin Pro Vlog. Rất cảm ơn bạn. Xin chào Mr. Jin. Thì cũng chào tất cả cộng đồng của Mr. Jin Pro Vlog. Thì rất hân hạnh được Mr. Jin, anh em chúng tôi ngồi đây nói với nhau về cái chủ đề mà chắc hẳn trong thời gian vừa qua rất là nhiều tất cả mọi người cũng đã đang rất là lo lắng, hoặc là thậm chí có một số bạn là đã từng đầu tư vào một cái sàn giao dịch, đấy được gọi là sàn FTX. Và hiện tại thì chính thức sàn FTX đã đệ đơn phá sản và tất cả các tài sản của nhà đầu tư ở trong sàn FTX đã chính thức không còn nữa và không thể thanh khoản. Cho nên là xin chia buồn cùng tất cả mọi người, nhưng mà chúng ta buồn thì chúng ta có buồn, nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải duy trì, vẫn phải tỉnh táo để có thể ra những chiến lược cho kịch bản sắp tới của chúng ta trong thị trường cryptocurrency. Ok, một lần nữa cảm ơn Tony Hoàng đã trích những thời gian quý báu của mình đến với kênh Mr. Jin Pro Vlog. Một lần nữa rất cảm ơn Tony Hoàng. Ok, thì bây giờ vào câu chuyện luôn. Một câu chuyện hỏi hơi nhạy cảm một xíu là Tony Hoàng có tham gia vài đồng nào trong đó hay không? Giờ là nói thiệt nè, để thực coi sự, là có mất ít nhiều hay không. Thực sự ra là để mà nói về thực sự là không, về bản thân của tôi thì tôi không có tham gia vào sàn FTX. À vậy hả? Không mua đồng coin của FTT. À, vì lý do đồng coin của FTT cao cho nên tôi không mua. Tôi thì tôi có những cái phương châm giao dịch riêng là phải thấp mới mua, còn cao là không mua. Ok. Đấy là lý do tại sao tôi không tham gia vào sàn FTX. Chính xác. Cũng là một cái tư tưởng đó, cho nên mình mới nói anh em là hôm nay bạn ấy đến sẽ nói một chút về cái tư duy chiến lược bạn ấy trade coin như thế nào anh ha. Vậy thì bây giờ có một câu hỏi mình thắc mắc, đó là FTX cũng có một thời điểm nó đạt đến cái kỳ vọng của nhà đầu tư, đó là cái sàn đứng thứ hai của thế giới, cũng nổi đình nổi đám lắm. Vậy thì lý do gì mà tại sao Tony Hoàng lại không tìm hiểu nó, hay hoặc là không đầu tư về đồng FTX? Ví dụ như đồng FTX tôi thấy rõ ràng là nói về cái việc mà nguồn cung tối đa nó cũng không nhiều, mà cái giá đấy thì nó cũng so với cái nguồn cung của thằng BTC thì nó cũng không cao. Chính vậy cho nên là lý do thật sự cao nhất là tại sao Tony Hoàng không nghiên cứu về nó. Thứ nhất, ở đây thì tôi có những cái phương châm và góc nhìn riêng của bản thân mình. Về thứ nhất, về sàn FTX tôi không tham gia là bởi vì lý do. Thứ nhất là tôi chỉ có mua coin rồi tôi tích trữ trên sàn, hoặc là tôi chuyển ra ví lạnh. Cho nên là tôi chỉ cần một sàn duy nhất mà tôi đang sử dụng, đấy chính là sàn Binance. Tất cả mọi người cũng biết. Và những cái sàn, có một số sàn khác nữa thì chỉ để dành cho mục đích là để staking một số tài sản. Còn riêng FTX thì chủ yếu là cũng giống như các sàn Binance thôi. Có long short, cũng có buy spot, cho nên là đấy lý do tại sao tôi không cần thiết phải sử dụng cái sàn FTX. Và là tránh được một cái cú mà như là tất cả mọi người trên thị trường đang vấp phải. Tôi rất là may mắn khi mà tôi không tham gia vào sàn FTX. À tuyệt vời. Và nó chốt lại có nghĩa là Tony Hoàng tập trung vào những tài sản an toàn, cộng thêm là những tài sản mà nền tảng hoặc là có cái sàn cụ thể rõ ràng hơn trước đó rồi, phải không? Ok, vậy thì một câu hỏi nữa là với cái thị trường như hiện tại, với cái việc mà nó phá sản như hiện tại đó, thì mình có hướng đi nào cho tương lai trade coin của mình hay không, hoặc là nó sẽ ảnh hưởng gì những với cái đồng coin khác hay không? Tôi nghĩ là có nhận định gì không? Thưa anh, thì như tôi, theo tôi thấy ở trong thị trường này á, tôi đã trải qua rất là nhiều những chu kỳ thăng trầm của thị trường, tăng có giảm có, những chu kỳ rất là hưng phấn có,
và rất là kiệt quệ mệt mỏi như thời điểm hiện tại có. Ừ. Thì ở thời điểm hiện tại, đối với góc nhìn của tôi về cái sàn mà FTX sụp đổ á, thì tôi cũng có thông báo với cộng đồng của bên FTX Finance chúng tôi rằng là ở đây là FTX sụp đổ không hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới thị trường cryptocurrency, cũng không ảnh hưởng gì đến Bitcoin trong tương lai. Ừ. Nó vẫn đi đúng như những cái lộ trình của nó đặt ra và không ảnh hưởng gì hết. Ừ. Tôi minh chứng cho tất cả mọi người thấy rằng là ở thời điểm hiện tại sẽ có mấy lý do tại sao tôi nói nó không ảnh hưởng gì. Lý do thứ nhất là các bạn hãy thử xoay chiếu lại trong quá khứ khi mà Luna sụp đổ. Như anh Dinh cũng đã thấy là Luna sụp đổ đúng không? Thì đấy là tất cả cộng đồng rất là hoang mang, xảy ra những cái vấn đề bán tháo rất là tột độ. Nhưng ở thời điểm đấy thì giá vẫn còn 19-20 nghìn, vẫn còn khá cao. Bây giờ giá chỉ còn xuống còn 15 nghìn thôi, 17 nghìn thôi. Thì anh có thấy rằng là khi mà sàn FTX sụp đổ, nhưng mà anh để ý ở trên chart của BTC hoàn toàn không có dấu hiệu xả quá nhiều và đã chứng lại ngay lập tức. Đấy là lý do tại sao thứ nhất là ở thời điểm hiện tại là bây giờ là tất cả những các bạn mà thực hiện giống như là nhà đầu tư nhỏ lẻ là không còn tài sản nữa, hoặc là chán nản cắt lỗ thoát ra khỏi thị trường không muốn vào nữa, thì bây giờ chỉ còn trụ lại là những người tay cứng hoặc là những tổ chức cá mập, họ chỉ muốn thu gom vào. Và đây cũng chính là một cái cơ hội tốt để cho tất cả các tổ chức họ thu gom vào. Đấy là lý do tại sao tất cả mọi người hoàn toàn thấy thị trường không có vấn đề xả, cho nên tôi đưa ra cái quyết định rằng là thị trường FTX có sập đi chăng nữa không ảnh hưởng đến thị trường hết. Okay. Và thị trường vẫn cứ tăng trưởng trong tương lai và vẫn sẽ vẫn có những cái chu kỳ của nó, như mà những cái năm trước nó đặt ra là cái chu kỳ nó sẽ tăng trưởng. Và cái chu kỳ mà tôi sẽ nói tới được sau đây một xem một vài thời gian chính là cái chu kỳ halving của Bitcoin sau 4 năm một lần. Halving. Ok, cảm ơn Tony Hoàng. Mình xin tóm lại là Tony Hoàng nhận định với cá nhân của bạn ấy đó là sẽ không ảnh hưởng gì với thị trường coi chung với cái việc mà FTX bị sụp đổ như vậy. Ok, thì tôi cũng có một chút đồng quan điểm với Tony Hoàng về vấn đề này. Tuy nhiên là tôi cũng hỏi Tony Hoàng là vậy thì sau sự kiện đó mình sẽ nên có tư duy nào khác không cho việc những đầu tư coi khác? Theo như tư duy của tôi thì FTX nó có khả năng sụp thì các đồng khác nó cũng có khả năng mà. Vậy thì mình có con đường nào để mình phòng hay không, hay là có cách đầu tư nào để mình hạn chế cái điều đó hay không? Tony Hoàng có thể chia sẻ. Ở đây thì là theo câu hỏi của anh thì tôi cũng đưa ra những cái dẫn chứng sau. Thứ nhất là chúng ta trải qua cái chu kỳ mà FTX đã sụp đổ, thì thực sự ra FTX cũng là sàn khá là lớn, đúng, volume giao dịch khá cao và tài sản của sàn cũng là rất là cứng, nhưng mà cuối cùng cũng đã dẫn đến phá sản. Thì chúng ta cũng phải đặt ra một cái câu hỏi rằng là chúng ta sẽ phải làm như thế nào để bảo vệ tài sản của chúng ta trong những cái mùa mà tăng trưởng sắp tới. Đấy chính là chúng ta không nên trữ ở trên ví sàn tập trung quá nhiều, mà hãy đưa ra những cái ví phi tập trung. Ví phi tập trung ở đây là tôi nói đến là những cái ví trữ lạnh, hoặc là những ví trust wallet, hoặc là những cái ví trên thị trường nó ngắt kết nối hoàn toàn với các sàn giao dịch. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa rằng là chúng ta ở chu kỳ mùa downtrend này thì chúng ta nên tập trung vào những đồng coi cốt lõi. Thứ nhất là BTC, Bitcoin, thứ hai là ETH, và thứ ba chúng ta có thể tin tưởng đến là những cái đồng coi của những ví tập trung như là Trust Wallet, hoặc là những đồng coi mà đã trải qua rất là nhiều những cái mùa thăng trầm rồi vẫn còn sống đến thời điểm hiện tại, thì chúng ta nên tập trung vào những đồng coi đấy. Còn những cái đồng coi mà mới, hoặc là những đồng coi mà của những sàn mà không rõ thì chúng ta nên hạn chế, để như vậy chúng ta sẽ an toàn hơn. Là chúng ta mua những cái tài sản, những cái đồng coin mà sàn làm rầm rộ quá thì chúng ta cũng nên phải hạn chế được cái vấn đề đấy. Ok, đánh giá rất là rõ, rất là kỹ. Tuyệt vời, rất cảm ơn nhận định thật là tuyệt vời của Tony Hoàng. Bạn ấy theo quan điểm cá nhân thì bạn ấy nói rằng là mình nên tập trung vào những cái coin mà thực hiện là coin ví. Và thêm một vấn đề mà bạn ấy muốn chia sẻ đó là có phải là bạn ấy muốn là mình nên không nên để coi quá nhiều trên sàn, mà hãy đưa coi vào những cái ví giống như là Trust Wallet hay là thằng MetaMask hay là vân vân, chuyện gì vậy, phải không? Ta tập trung vào những cái ví trữ lạnh, ví trữ lạnh, những cái ví Ledger ở trên thị trường. Ok, rất là an toàn cho cái tài khoản của chúng ta. Tức là nếu mà sàn có sập thì hoàn toàn những cái coin của mình trên các ví đó bạn an toàn. Ok, thật là tuyệt vời. Thì đó là một trong những kinh nghiệm mà bạn ấy đầu tư coin lâu năm, bạn ấy chia sẻ rất là quý báu anh chị em ạ. Chính vậy cho nên là tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ bạn ấy. Chính vậy cho nên là hôm nay mời bạn ấy đến đây để chia sẻ cho anh chị em góc nhìn về cái việc mà chúng ta đầu tư coin như thế nào cho an toàn, và làm thế nào để mình có thể gọi là không có sợ bị rủi ro quá lớn như việc mà Luna hay là FTX vừa qua. Thật ra có rất nhiều nhà đầu tư trở tay không kịp, chứ họ cũng không muốn là mất như vậy đâu. Ok, thì thêm một câu hỏi nữa thôi. Đó là hiện tại thì
FTX đã qua rồi đi, thì Tony Hoàng có thể chia sẻ cho tôi biết là Tony Hoàng đang theo dõi con nào, hay là đang đầu tư hoặc là nghĩa với con nào cho tôi và cộng đồng Mr. Jin Pro Vlog ít một chút, được không? Phản ứng một chút thôi. Thực sự ra là ở thời điểm hiện tại cũng giống như là tôi có chia sẻ với Mr. Jin cùng tất cả mọi người, thì bây giờ chúng ta hãy nên tập trung xoáy sâu vào với cái tài sản mà chúng ta không bao giờ có thể biến mất trên thị trường. Ừ. Đấy chính là BTC. BTC. Còn đối với tôi thì ETH thì cũng là một sản phẩm. Nhưng về bản thân của ETH cũng có một cái khá là hấp dẫn, bởi vì ở trong cái hệ sinh thái của ETH là khá rộng. Thứ hai, ETH không phải là sàn giao dịch và không hoàn toàn không có những động thái gì để phải chi tiền cho quá nhiều cho các tổ chức này kia, cho nên là thì là cái đồng coin đấy cũng khá là an toàn, mọi người có thể sử dụng. Và đồng coin mà tôi đề cập tới chính là cái ví, như anh Dinh có nhớ rằng là cái ví, cái đồng coin của ví Trust Wallet. Đó, trong một thời gian trước là chúng ta có duyên gặp nhau, tôi cũng đã nói rằng khi đồng coin đấy ở mức giá 0.5 đến 0.8 đô thì là ở thời điểm đấy là chúng tôi có mua vàng, và vừa rồi chúng tôi đã chốt lại ở mức 2.3 đô. Tuyệt vời. Ấn tượng thì cũng khá là happy về cái vấn đề đấy, mặc dù là về bản thân thì tôi đánh giá rất là cao những cái đồng coin có sự an toàn cao. Và đồng coin của sàn giao dịch thì thực sự là tôi cũng không có thích thú lắm với những đồng coin loại kiểu đấy. Và chúng ta xoáy sâu đến những cái đồng coin mà ví dụ như là tôi ví dụ như là đồng mà gọi là mọi người trên thị trường đang gọi là meme coin là đồng Dogecoin đi. Rồi. Như anh Dinh có thấy rằng là đồng Dogecoin hoàn toàn nó không có phải chi phí cho bất kỳ một cái thứ gì cả, chỉ chi phí cho hệ thống vận hành giống như là những nhà phát triển thì developer thôi, chứ không có cái gì cả, cho nên là đồng coin đấy hoàn toàn rất là yên bình. Hoàn toàn mọi người mua chỉ có thể là thăng trầm thôi, chứ không bao giờ có tình trạng biến mất trên thị trường, bởi vì nó được sống dựa trên lòng tin của thị trường. Chứ không phải là thuộc về một tổ chức nào quản lý nó quá sâu xa, cho nên là nó rất là an toàn. Theo tôi nó rất là an toàn. Có phải giống như Shiba? Về bản chất thì Shiba cũng là một đồng coin, nó sống được dựa trên và niềm tin của thị trường. Và khi thị trường niềm tin của thị trường đủ nhiều thì thực sự ra đồng coin mới chết được. Còn những đồng coin như anh Dinh thấy, đồng coin rõ ràng là một đồng coin sạc. Rõ ràng là một đồng coin như là Luna. Mọi thứ cực kỳ lớn mạnh, có chủ sở hữu rõ ràng, có tiềm lực kinh tế đằng sau, có tất cả các quỹ hỗ trợ, và cuối cùng vẫn chết. Và do tại sao thì chúng anh em ta ở đây chúng ta phải suy nghĩ rõ một điều rằng là chúng ta phải tách ra là đồng coin nào là đồng coin có phát triển được hệ sinh thái gì, như thế sẽ tốt hơn là chúng ta giao dịch. Và tôi cũng nhấn mạnh đây chỉ là những cái góc nhìn của tôi về MemeCoin, đưa ra thông tin cho mọi người tham khảo. Còn mục đích chính là tôi cũng muốn mọi người xoáy sâu vào như là tài sản lớn chính như là Bitcoin. Còn nền tảng. Ok, một lần nữa rất cảm ơn Tony Hoàng. Thì clip đến đây cũng khá dài, cho nên là hy vọng rằng là sẽ có dịp mời Tony Hoàng đến với kênh Mr. Jin Pro Vlog, nói nhiều hơn về các dự định hay là các kế hoạch mà đầu tư coin trong tương lai, và kể cả trong tài chính luôn, forex luôn. Thì anh chị em mình cứ theo dõi tiếp những clip tiếp theo, mình có để những cái bài phân tích đánh quỹ của bạn ấy luôn, kể cả cái quỹ bạn ấy cũng có thể tham gia về quỹ coin hay là về quỹ forex. Bạn ấy cũng đã tham gia với một kinh nghiệm, nói chung là tình trạng khá lớn, và rủi ro của bạn ấy đưa ra là cũng rất là thấp, chính vậy cho nên là rất tuyệt vời. Và tất cả mọi chi tiết liên hệ hay là mọi cái giao lưu, rồi tất cả những thông tin này kia, thậm chí còn cụ thể hơn nữa, anh chị em mình có thể vào cái kênh YouTube mình để dưới đường link YouTube, TikTok và mọi thông tin số điện thoại của bạn mình để dưới đường link, thì anh em mình có thể tham gia vào kênh của bạn ấy. Bạn ấy cũng có kênh YouTube nha anh em, kênh YouTube rồi TikTok hay là Telegram mà ấy có hết, mình đều để dưới đường link mô tả, hoặc là mình để một cái đường link mô tả là YouTube chứ thôi, nhưng mà này mình click vô đấy thì dưới bạn YouTube của bạn sẽ có đầy đủ các thông tin. Thì anh em mình có thể kết bạn giao lưu hay là vô trong cái nhóm của bạn ấy, cũng rất nhiều cái phân tích thị trường, mình thấy bạn ấy phân tích cũng rất là tâm huyết, chính vậy cho nên là anh em mình cũng để tham gia vào cộng đồng của bạn ấy. Ok, thì một lần nữa rất cảm ơn Tony Hoàng đã đến với kênh Mr. Jin Pro Vlog, và một lần nữa hy vọng Tony Hoàng sẽ tích thời gian quý báu hơn nữa để có dịp anh em mình bàn sâu hơn về coi và các dự định mà tương lai được không? Vâng, rất là sẵn lòng chia sẻ tất cả cái kinh nghiệm mà mình có được ở trên thị trường để giúp cho cộng đồng của Mr. Jin có thể thứ nhất là chúng ta an toàn, và thứ hai chúng ta có thể tránh được những khoản thất thoát rủi ro đau thương trên thị trường mang lại. Vốn dĩ đồng tiền của chúng ta làm ra là rất là khó khăn. Chúng ta phải an toàn và phát triển. Rồi, ok, cảm ơn Tony Hoàng một lần nữa rất nhiều. Ok, bye bye anh chị em mình. Chúc mừng chị em. Ok, và anh chị em nào lần đầu tiên mình ghé đến kênh thì xin để lại cho mình những cái like, đăng ký kênh nhé, để mình có động lực làm được nhiều hơn nữa, tạo ra nhiều giá trị hơn cho anh em cộng đồng mình. Và hãy nhớ đây là Tony Hoàng. Ok, bye bye anh chị em.